Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành chuyên về làm hoành phi câu đối giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái mẫu sản phẩm nói về hoành phi câu đối. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu một bức hoành phi có kích thước dài 1m97, rộng 67, và bên trong lòng ván chúng tôi làm dày 3 phân, được nong khung. Khung hay còn gọi là khuôn tranh bên ngoài chúng tôi làm dày 7 phân và cái bản to chúng tôi làm to 10. Và như trên hình các bạn đang xem, đó là chúng tôi chạm ba chữ phụng tổ đường. Ý nghĩa của nó là phụng tổ, kính phụng tổ tiên, tông đường. Và chúng tôi có làm phụ đề phía dưới cho quý khách cũng như người mới biết về chữ Hán Nôm cũng có thể hiểu được nghĩa của chữ Nho bên trên. Chúng tôi dịch phụ đề phía dưới đó là chữ phụng. Tại sao thì chúng tôi đọc từ phải sang trái thì chữ Nho ngày xưa theo lối cổ thì thường được đọc từ bên phải sang. Và các cái bộ chữ làm về hoành phi câu đối thì có rất nhiều cho quý vị tham khảo. Ba chữ như Đức Lưu Quang, Phúc Lai Thành, tức là phúc sẽ tạo nên, và phúc mãn đường, phúc đầy nhà. Nếu như chuyển sang bốn chữ thì chúng ta lại có vạn cổ anh linh, tức là muôn thuở linh thiêng, lưu phúc lưu ân và giữ mãi ơn phúc. Có rất nhiều các cái bộ chữ cho quý khách tham khảo như ngũ phúc lâm môn, tức là năm phúc vào cửa, hay là vạn cổ trường xuân, tức là muôn thuở còn tươi. Thì quý khách có thể tham khảo để làm cho gia đình mình các cái bộ chữ. Ở trên Google thì quý khách có thể tìm hiểu thêm các cái bộ chữ cũng như là nghĩa. Các cái bộ chữ bên trong chúng ta có thể thay đổi được. Nếu như làm 4 chữ thì chúng tôi sẽ bỏ các cái cây tứ quý đi. Và nếu làm 3 chữ thì chúng tôi có đục xen kẽ các cái tứ quý bên trong 4 mùa phụng tổ đường. Và các bạn đang xem đây là tấm ván của chúng tôi, bên trong đã được chặt chữ thập ở phần nền. Có nhiều bộ thì chúng tôi để trơn, đó là tùy theo quý khách yêu cầu. Và khung chúng tôi đục hai bên là đều là đục trúc. Khuôn bên trên chúng tôi đục long hóa mai, và ở giữa thì chúng tôi chạm một bức cuốn thư. Khuôn phía dưới chúng tôi chạm giữa là hoa hồng. Như các bạn đang xem đây, thẳng với chữ tổ là chúng tôi chạm hoa hồng. Và xen kẽ các cái chữ nho là chúng tôi chạm mà tứ quý bốn mùa cũng được hóa các cái đầu long. Và xung quanh ván thì chúng tôi chạy chữ công. Thì quý vị hãy xem kỹ các cái đường nét chi tiết của chúng tôi, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành chuyên về làm hoành phi câu đối. Trung bình một tháng chúng tôi đáp ứng ra ngoài thị trường cả bán buôn cả bán lẻ cho khách dùng. Tổng thể là khoảng từ 100 tới 200 bộ nếu là mẫu phổ thông, còn nếu mẫu nó khác nhiều thì trung bình từ 70 tới 80 bộ một tháng. Quý khách lưu ý là nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng tôi xong mỗi một bộ chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt giới thiệu tới quý khách hàng đã đặt hàng, cũng như là quý khách đang theo dõi các video clip của chúng tôi biết được các thông số và các cái bộ chữ Nho Hán Nôm. Và hoành phi thì có rất nhiều mẫu mã đa dạng. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng tại Kiến An, Hải Phòng. Vì phòng thờ nhỏ nên gia đình anh chỉ làm câu đối có 1m67, còn bức hoành phi là vẫn giữ kích thước phổ thông 1m97. Đều là thước phong thủy, thước số đẹp, lỗ ban. Quý khách có nhu cầu về làm hoành phi câu đối cho nhà thờ hay đình chùa miếu mạo, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí. Quý khách hãy liên hệ về Zalo 0986 883349. Bây giờ chúng tôi đang ghép bộ đây. Trên mình các bạn đang xem là một bộ đầy đủ hoành phi câu đối. Câu đối chúng tôi làm 1m67
rộng 28 và dày 4 phân. Và bộ chữ cũng là bộ chữ phổ thông, tức là một bên chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh để đối với nhau. Video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng làm đồ thờ cúng của chúng tôi. Sau khi chúng tôi quay mộc xong, chúng tôi sẽ cho thợ vào hoàn thiện. Cơ sở đồ gỗ Yên Lành cũng làm cơ sở sản xuất trực tiếp, không qua trung gian, thì chúng tôi sẽ quay tất cả các quy trình từ hàng mộc tới quy trình hoàn thiện thiếp vàng để cho quý khách ở xa xem được. Quý khách ở xa hãy xem các video trực tiếp của chúng tôi để có thể phân biệt được vàng Đài Loan cũng như là vàng ta, các cái giá trị về chất liệu bằng vàng ta thì nó cao hơn rất nhiều so với vàng Đài Loan, vì vàng Đài Loan đó là vàng tàu. Đây là mẫu câu đối phẳng, phía dưới chúng tôi chạm nghê và bên trên thì chúng tôi chạm phượng hoàng ở trong vòng lửa. Toàn bộ các cái chữ này đã được đặt trên nền gấm, đó là gấm chữ thập. Vì chữ thập quý vị cũng biết đó là chữ ở trên người những Phật tổ, đó là chữ thập. Còn ở các cái khung tranh về đại tự thì chúng tôi mới chặt các cái gấm hoa tranh. Một bên chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và bức hoành phi ở giữa thì chúng tôi chạm ba chữ đó là Phụng Tổ Đường. Có nhiều quý khách thì yêu cầu chúng tôi chạm đó là Phụng Gia Tiên, tức là về thờ Gia Tiên, còn nếu như Phụng Tổ Đường thì chúng ta có thể kê vào nhà thờ. Quý khách có nhu cầu về làm hoành phi câu đối cho nhà thờ thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ sản phẩm một. Đối với Yên Lành cũng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và trao trọn niềm tin cho cơ sở. Cơ sở sẽ đáp ứng hết mình, tận tâm với công việc, cũng như là đưa ra thị trường các cái mẫu mã, các cái bộ sản phẩm đẹp nhất và mới nhất cho quý khách thưởng thức. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online.